Đang đá đen à, xin kính chào quý bà con. Hôm nay chúng tôi giao cho một khách hàng ở tỉnh Đắk Lắk, con Isuzu DS3910TC này. Đây là loại 22 cầu có 39 mã lực, có tay lái trợ lực luôn. Đây là cái quá trình mà chúng tôi di chuyển ra Đắk Lắk để giao cho một khách hàng. Vâng, trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã đăng ký kênh YouTube của chúng tôi và trong thời gian qua. Và đây là chúng tôi bán, khách không cần đến công ty chúng tôi mà chúng tôi giao dịch qua online. Rất là uy tín, ok với bà con luôn. Chúng tôi quay rất là chân thật, những chi tiết nào khách yêu cầu chúng tôi sẽ làm theo, và khi nào khách đồng ý chúng tôi mới giao xe, và không đồng ý chúng tôi tuyệt đối không bao giờ giao xe. Chúng tôi là chuyên nhập khẩu từ Nhật về, tuyệt đối không thu mua của bà con nông dân mà bán lại cho quý khách hàng. Chúng tôi là hàng gần nguyên 100% từ Nhật mới về. Chúng tôi kênh YouTube của chúng tôi là Hiếu Đoàn Thanh, và là số điện thoại 0906 452 28. Quý bà con vui lòng liên hệ vào đăng ký vào kênh YouTube của chúng tôi, và chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho quý bà con những cái con xe đẹp hơn, tốt hơn, những cái nhãn hiệu nổi tiếng đến từ Nhật. Chúng tôi kênh YouTube tôi là Hiếu Đoàn Thanh. Cảm ơn quý bà con, rộng cảm ơn quý bà con rất nhiều, và hẹn bà con lại vào clip thứ nhất nha.